Xin chào anh chị em. Em làm video này để hướng dẫn cho mọi người về cách thêm cái khung cho cái avatar của Facebook, hay còn gọi là thêm cái frame ấy. Đấy, thì cái cách thêm cái khung ấy thì mọi người trên cái trang Facebook ấy, mọi người đăng nhập vào Facebook nhá, xong mọi người kích vào cái avatar. Và avatar bình thường để thay avatar đấy ạ. Thì mọi người kích vào cái avatar này. Đó, và kích vào thay avatar nhé, kích vào cái biểu tượng để thay avatar, kích vào đây thì trong cái phần cập nhật ảnh đại diện này thì mọi người kích vào cái phần thêm khung nhé, kích vào phần thêm khung ở trong cái phần chọn khung này thì cái mọi người gõ vào cái tên tên ở đây em đang đặt cái tên của khung khung mà em vừa up lên nhé, là khung Hiệp hội Bếp Việt Nam, thì mọi người chỉ cần gõ theo đúng cái tên đấy thôi, theo cái tên là Hiệp hội Bếp Việt Nam enter đấy thì nó sẽ ra cái khung này, hoặc là mọi người chỉ cần gõ từ Hiệp hội Bếp thôi là nó cũng đã ra rồi. Đó, thì cái này mọi người chỉ cần kích vào đây thì trong cái phần xem trước này nó sẽ thể hiện là cái khung đã được thêm vào trong cái avatar của mọi người rồi. Đấy. Mọi người có thể điều chỉnh cái kích thước thêm vào đây nhé, nhưng mà cơ bản ở đây cái frame này em đã để fix đúng cái kích thước theo cái đúng cái tỷ lệ của avatar rồi, nên là gần như mọi người cũng không phải thay đổi nhiều. Thì mọi người chỉ cần kích vào đây và mọi người lưu lại, gọi là dùng làm ảnh đại diện ấy, thì cái này mọi người có thể kích vào đây để chọn là thời hạn đặt cái khung frame này, khung avatar này. Ví dụ mọi người có thể đặt là 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, hoặc là không bao giờ. Thì đấy là không bao giờ, tức là để vĩnh viễn luôn đấy. Thì ở đây là em sẽ để trong vòng 1 tháng chẳng hạn nhé, thì kích vào đây dùng làm ảnh đại diện này. Đấy, đợi một chút thì nó sẽ load rồi. Ok, như vậy là cái phần này đã, cái avatar này em đã thay xong. Tương tự như thế nhé, thì ở trên giao diện điện thoại thì mọi người sẽ kích vào Facebook này và kích vào cái phần gạch, ba cái dấu gạch ngang ở phía trên này đó, thì mọi người sẽ kích vào cái phần xem trang cá nhân của bạn nhé, ngay dòng đầu tiên này, và mọi người sẽ kích vào cái phần biểu tượng cái máy ảnh này ở cái chỗ avatar, và mọi người kích vào cái phần thêm khung ở cái phần ô tìm kiếm này. Mọi người sẽ gõ cái phần ở cái dòng chữ là Hiệp hội Bếp Việt Nam. Đấy, cũng chưa cần gõ lên chữ Việt Nam, thì chỉ cần gõ lên chữ Hiệp hội Bếp thì nó đã ra cái khung avatar này rồi. Thì mọi người chỉ cần kích vào đây. Đó, đợi một lát thì nó sẽ load ra cái khung avatar này. Thì cơ bản là cái khung này đã fix rồi nên là cũng không cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Thì mọi người sẽ kích vào phần để tạm thời này, ví dụ là để bao lâu, 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần, tùy chỉnh này. Đó. Sau các bạn sẽ, sau khi chọn cái tùy chỉnh về thời gian này thì các bạn kích vào phần lưu này, lưu ở phía trên này. Rồi, đợi một lát thì nó sẽ lưu lại cái khung ảnh đó.